Chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui được gặp lại anh em trong chuyên đề mật ong. Quy trình đi lấy một tổ ong cũng như là đi lấy mật ong thì cần những cái đồ dùng gì? Thì hôm nay một thầy giới thiệu cho các bạn để khi các bạn đi lấy mật các bạn chuẩn bị đó là gì? Thứ nhất là các bạn chuẩn bị một cái xô nhé. Nếu mà ở gần nhà thì các bạn chỉ cần mang theo cái xô này thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà ở xa nhà các bạn có thể chuẩn bị một cái gì đấy để đựng để mình vác nó dễ nhé. Cái này gọi là tiếng Mông gọi là lu cở nhá. Mình cho xô vào đây nó mang đi rất dễ. Đấy. Ngoài ra các bạn dùng giấy giấy hoặc là các bạn lấy vải, cái loại vải mà nó không không nhăn ấy, cháy, cái loại cháy mà khói ấy nhá. Đấy. Cầm theo một cái bật lửa. Đấy, cẩn thận các bạn phải cái này nè, các bạn cuộn cuộn thành một cái một cái tròn tròn như này nhé, xong các bạn đốt để cho nó khói thôi, không không để cho nó cháy là chết hết ong là năm sau không có đâu. Các bạn cần theo bật lửa không là lại phải về nhà ấy, khổ. Cầm theo một lon nước, đây không phải nước ngọt nhé, đây là một lon nước để mình khi mà trong quá trình lấy mật ong xong mình có thể đi lấy tổ khác chẳng hạn thì mình rửa tay cho nó sạch sẽ. Cầm theo áo mưa hoặc là túi ni lông to để mình khi mà có mưa thì mình có thể là mặc áo mưa vào đỡ ướt hoặc là mình chê lên cái xô mật ong để đỡ nước không cho nước vào mật ong. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi lấy nhé. Chuẩn bị thôi. Tí đến mình sẽ cho các bạn xem. Ok, đi thôi. Đi xa lắm đấy nhá. Từ nhà đến tổ ong là phải rơi vào khoảng tầm 5 km các bạn nhé. Đi xe rơi vào 3 km hoặc hơn gì đó. Đi bộ thì khoảng 2 gần 2 km gì đấy. Một mình cũng khá là sợ đấy, bởi vì đây toàn rừng thôi. Đấy. Quên mất giới thiệu các bạn biết là trong quá trình lấy cần cái dao nữa. Đấy, cầm theo một con dao để mình rạch mật, cắt mật nha. Ngoài ra nếu mà các bạn thấy ở trong hốc đá là chỗ nào nó khó khăn thì các bạn có thể lấy thêm thêm búa, lấy thêm búa tạ hoặc là lấy thêm một số đao với các thứ để cho nó đảm bảo nhé. Qua một buổi rất lâu mình đưa các bạn đi xem cũng như đi lấy tổ ong thì bây giờ đã đến nha. Tổ này mọi năm thì phải yến hơn yến các bạn đấy. Nhìn thế này thôi. Đấy. Để mình lấy các bạn xem nhá. Mở được xong cho các bạn xem. Biệt khủng đấy. Mọi năm là cực khủng luôn. Các bạn cần thiết thì các bạn nhắn tin cho mình gửi luôn cái ảnh năm ngoái năm kia các bạn xem nhá. Bắt đầu nào. Mật nó dính chặt quá rồi. Ôi dồi. Được đấy. Như thế này khủng không? Cũng ở muộn. Nếu mà như mọi năm ấy còn choáng hơn này nhiều. Con này là
ác lắm đấy. Nó trên đấy. Các bạn thấy trắng trắng như này là lạ rồi đúng không? Đặc biệt rồi đúng không? Dao này to quá. Tổ này vẫn ở muộn. Đầu tiên chục ngày nữa là không có con nhộng nào luôn, đảm bảo các bạn thế. Cái này ấy, chưa đầy một tháng đâu nhá, tổ này nhá. Chả hiểu không có một tí nhộng nào luôn. Đấy. Mới cho vào. Đây, đây, đây. Mình để cái xô xa xa một tí, nó bay vào bầu hết. Lấy một cái tổ này ấy, nó phải rơi vào khoảng tầm 20, hơn 20 phút. Các bạn cứ tiếp tục với miếng to nhất này. Không nổi, không nổi, không nổi. Ai da. Ta phải tì vào đất thôi, bây giờ hỏng rồi. Xong 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 xong. Miếng to phải làm thế này thôi. Không có cái nào khác, bởi vì một mình là phấn. Đây kìa. Nhìn như này thôi mệt đặc lắm đấy.
biết làm thế nào. Chỉ có cách này thôi. Miếng này thì mình thì hầu như là vào rừng thì những cái miếng này thì vứt đi thôi. Đấy. Để đây và không mang về gì hết. Đây nha, mình lấy xong rồi. Đấy, cái chỗ này chắc là khoảng hơn cân các bạn ạ. Nhưng mà mình rất là thương ong, mình để cái này cho ong ăn. Đấy. Thực sự là rất là xa nhưng mà mình cũng được khá là nhiều rồi, để ít cho ong. Cái này thì vứt đi thôi, mang về ngâm rượu hoặc là về ăn thì cũng khá là tốt đấy. Nhưng mà để lại thôi, đây được bằng này rồi. Chắc không biết là mình có vác được về nhà không đây. Đấy, đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn. Đấy. Nếu thực sự bạn nào mà quan tâm ấy thì các bạn cứ nhắn tin phía dưới cho mình. Và đừng quên là các bạn cho mình một like và đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.